1 triệu người Gaza đối mặt với nạn đói. Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo về nạn đói ở dải Gaza và đưa ra cảnh báo hơn 1 triệu người sinh sống ở vùng lãnh thổ này có thể sẽ phải đối mặt với nạn đói ở mức độ cao nhất trong tháng tới nếu xung đột vẫn tiếp diễn. Báo cáo chung do Chương trình Lương thực Thế giới WFP và Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố cho thấy nạn đói ở Gaza ngày một trầm trọng do không thể tiếp nhận hàng viện trợ, trong khi hệ thống cung ứng lương thực địa phương đã hoàn toàn sụp đổ sau 8 tháng xung đột. Báo cáo nhận định khoảng 1 triệu người dân ở Gaza sẽ phải đối mặt với nạn đói cấp độ 5, mức cao nhất trong thang đo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC. Ông Maxwell Sibenhana, Giám đốc Văn phòng Khẩn cấp và Phục hồi FAO cho biết gần một nửa dân số ở Gaza sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực. Trong khi đó, việc tiếp cận những người bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn, còn việc vận chuyển hàng hóa vào Gaza thì gần như đình trệ do tình trạng mất an ninh. Những chiến dịch quân sự tăng cường gần đây của Israel nhằm vào dải Gaza đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã tồi tệ tại đây. Hiện mỗi ngày chỉ có vài chục xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào được vùng lãnh thổ này, không thấm tháp gì so với con số 500 xe theo ước tính của Liên Hợp Quốc.